cho bọn này đi nó nhà vữa được nhỉ. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay buổi sáng bên mình lại đi cắt rau cho đà điểu ăn các bạn nhé. Lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái hình ảnh hàng ngày của bên mình. Trong cái khoảng thời gian này thì mình cố gắng là mình sẽ tranh thủ mình quay những video chăm sóc đà điểu vào buổi sáng để cho quý vị và các bạn xem nhé. Thì chỉ như vậy là mình sẽ được coi như là mình hòa trong vào cái môi trường đang kinh doanh đà điểu các bạn nhé. Ví dụ quý vị và các bạn mà xem những video mà bên mình chia sẻ thì quý vị và các bạn sẽ thấy rất chi là trực quan nhé. Giống như kiểu là quý vị và các bạn đang thực hiện cái công việc chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu nhé. Là chúng ta sẽ đi chuẩn bị rau như thế nào, chúng ta sẽ thái rau như thế nào và chúng ta sẽ phối trộn thức ăn như thế nào và thức ăn chúng ta sử dụng là thức ăn gì. Thì quý vị và các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến luôn nhé các bạn nhé. Thì như vậy là khi trong quá trình mà kinh doanh đà điểu của quý vị và các bạn ấy, thì quý vị và các bạn cứ như thế mà làm thôi. Sẽ không phải lo lắng, băn khoăn cái gì nữa. Đây, thì rau cỏ đã thái để như này thì bây giờ là mình sẽ đi thu hoạch lại, bó lại thôi và cho lên xe và trở về thôi. Đấy nhá các bạn nhá. Đúng không? Mọi người chưa nhìn thấy mình đi cắt rau bao giờ đúng không? Đấy, hôm nay thì sẽ cho mọi người xem nhé. Hôm nay là mình sẽ trực tiếp mình đi cắt rau đây này. Đấy, bây giờ là mới có 5 rưỡi sáng thôi mà ánh nắng mặt trời nó đã lên rồi nhé các bạn nhé. Thời tiết mùa hè này thì chúng ta sẽ có thể là đi lấy rau từ 4 giờ sáng và chúng ta cũng có thể là tranh thủ đi lấy rau được rồi. Chúng ta sẽ dành ra tầm khoảng nửa tiếng là chúng ta đi lấy rau đủ. Như bên mình là lấy rau ở trong, cắt rau ở trong khuôn viên của bên mình ấy, thì là cái thời gian nó không mất cái thời gian di chuyển. Nên là cái thời gian đi cắt rau rất chi là nhanh. Chắc tầm khoảng nửa tiếng là xong thôi. Đấy, quá trình xe mất là nửa tiếng thì 45 phút dành cho đi chuẩn bị rau cho đà điểu vào buổi sáng các bạn ạ. Đây này, cái quả voi mà mình vẫn chia sẻ cho quý vị và các bạn này là chúng ta sẽ cắt khi nó non nhé. Nó tầm khoảng là 20-30cm đến 40-50cm là chúng ta lên cắt rồi. Đây, quý vị và các bạn nhìn này. Chúng ta chỉ cắt nó non như này thôi, đúng không? Cắt cái phần lá và thân non, cái phần thân già thì chúng ta sẽ không sử dụng nhé các bạn nhé, thì nó cứ hơi cứng. Đây, sau khi cắt xong đây, mọi người nhìn này, cái thân cỏ voi nó còn rất nhiều như này ấy, nhưng mà bên mình chỉ lấy cái phần non thôi, đây này, bỏ lại bao nhiêu đây này các bạn này. Đây, cả cái đoạn dài này mình phải bỏ đi này. Cái này chỉ phù hợp để cho châu bò ăn thôi. Ấy dạ. Hát cả buồn làm chi em ơi à. Sáng ra khởi động đi. Buồn.
đại. Các bạn thân mến, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho quý vị và các bạn là một buổi mà bên mình đi xử lý rau là điều của bên mình các bạn nhé. Phương Nam TV thì xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe cho tất cả các quý vị và các bạn. Chào buổi sáng. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.